đừng có thùng rác không á. Trời đất ơi, cái nhà gì bước vô kiết nó giống y chang cái dựa ve chai. Chị hai, sao chị con gái chị không ra chị dọn đi. Ủa, mắc cười quá, sao em không dọn đi, em con trai cưng của mẹ đó. Ôi trời đất ơi, chị cũng muốn dọn lắm chứ mà mẹ đâu có cho đâu. Trời ơi, cho không cho gì, em thấy biết cái đồ này để vô cái nhà kiết nó bừa bộn quá. Nhìn nó bị hỗn tạp á, nó bị xà bần á, hiểu không? Em rảnh, ăn ở không hôm nay em với chị dọn cái đống này đi. Em nói á nha. Ừ, chị dọn đi, mẹ mà có nói gì á. Em chịu trách nhiệm. Dạ. Trời đất ơi, chứ nhìn cái này em ứa mắt quá. Trời đất ơi, cái này dục đi đâu ta? Ê, bỏ xuống, bỏ xuống. Đấy, trời đất ơi. Bưng qua lại cái tôi, bưng qua lại. Cái gì vậy? Hả? Mấy người làm gì vậy? Gì mẹ? Hả? Ai cho phép đem đi bỏ? Trời, chứ mấy cái thùng này có làm cái gì đâu? Nó mẹ, nó kêu con dọn hết á, con không biết hết trơn. Trời, mà con thấy mẹ cũng ấy nữa gì, con thấy mấy cái này là để không có dùng gì trơn, để cái nhà mình giết chật chội quá. Ê, trời luôn. Ai nó không dùng hả? Cái này đó tôi nói cho hai người biết nghe chưa, nghe lùa qua bên đi rồi chửi cho nghe. Cái này là bộ sưu tập quý của tôi nghe, những cái kiểu hộp như vậy nè là tôi để dành để mai mốt có cái mà xài. Có biết là biết bao nhiêu mùa trung thu rồi tôi mới gom được đống vậy không mà nỡ lòng nào đem đi bỏ. Con thấy người ta sưu tập đồng xu nè, người ta sưu tập tem nè, sưu tập tiền xưa đồ cổ, chứ ai đâu mà đi sưu tập mấy cái hộp đó dơ nhà lắm mẹ ơi. Ai nói dơ hả? Nè, nhìn kỹ lại đi nha, hộp nào hộp nấy nè sạch bóng, không có miếng bụi. Là sao mỗi khi tôi đem cái bộ sưu tập này về nhà là tôi la tôi chùi, tôi đem phơi khô sạch sẽ rồi tôi mới xếp lại đàng hoàng theo thứ tự lớn nhỏ đàng hoàng hết chưa đó. Mỗi một hộp đủ kiểu dáng đủ màu sắc, nó đẹp biết là bao nhiêu. Mai mốt hả, mình cần mình lấy ra mình xài, hiểu không? Trời ơi, khi nào là khi nào? Không có biết. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin chào khán giả của Vitamin Hạnh Phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem một cái tiểu phẩm mà tôi nghĩ rằng là nó khá quen thuộc trong các gia đình khi mà chúng ta sống nhiều thế hệ cùng với nhau, có ông bà cha mẹ lớn tuổi, phải không ạ? Nhưng mà qua tình huống này thì tôi cũng nhận ra rằng là hình như mình cũng thuộc thế hệ người già hay sao á. Tại vì ở nhà tôi cũng tích lũy những thứ giống bà bác kia vậy đó. Và thực sự mà nói á, là nếu mà chúng ta cứ tích trữ những cái món mà nó gây ảnh hưởng đến cái không gian sống như vậy đó, thì nó làm cho các thành viên khác cũng rơi vào cái tình trạng phải chịu đựng. Tuy nhiên đó, nói nghe là các anh chị, mình không phải là người già nên mình không có hiểu là 20, 30, 40, 50 năm trước á, thực sự là cái cuộc sống của chúng ta nó cũng khó khăn và thị trường nó không có những cái hàng hóa đa dạng, bắt mắt, mẫu mã đẹp, chất lượng cao. Cho nên là đối với những thế hệ trước đó, một cái túi giấy đẹp, một cái hộp đẹp á, là một cái điều quý giá. Mình nên có một cái sự thấu cảm, chia sẻ. Đừng có thốt ra cái câu là tiếc cái gì ba cái này. Dạ, mình thời đại của mình không tiếc, nhưng mà trong cái bối cảnh cuộc sống của người ta đã trải nghiệm thì người ta thấy tiếc. Và đôi khi nó cũng hữu ích. Tôi thấy một số ông bà đó là vuốt thẳng những cái túi ni lông xong rồi xếp lại, và lâu lâu thì làm một chồng như vậy đem ra chợ cho mấy chị tiểu thương ở ngoài chợ. Thì tôi thấy cái việc đó nó cũng rất là hay. Hoặc là khi mà mình có ai đến nhà chơi mà mình gửi, mình biết mình tặng cái gì, mình có sẵn một cái hộp giấy, mình cho họ để vào sách về thì nhìn nó cũng lịch sự. Và liệu phải chăng là có một lần nào đó các anh chị trong nhà đã từng hỏi mẹ, mẹ có cái túi đó không cho con, để con đựng cái này đưa cho thằng nhỏ đem vô lớp. Thì có những lúc mình cũng cần vậy, nhưng mà lúc mà mình bực lên là mình quên hết những cái lúc mình cần nó đi. Thấy bực bội khó chịu là chúng ta thẳng tay dọn dẹp, mà không nghĩ đến cảnh là nếu đó là mình rơi vào cái cảnh mình rời khỏi nhà một chút xíu, mình quay về những thứ mà mình thích nó, mình lưu trữ nó, ai đó đã lấy vứt mất tiêu rồi thì cái cảm xúc của chúng ta như thế nào. Thì chính những cái đó có khi một ngày một bữa không sao các anh chị, nhưng mà nó nhiều lần á, nó có thể tạo một cái sự bùng nổ vào cái tình huống tiếp theo. Cái thứ hai là chúng ta cũng có cái sự chia sẻ là bằng cách thực sự là giúp đỡ ông bà bố mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại ngay ngắn, phân loại. Và cái nào mà nó xấu hoặc nó lâu quá rồi đó thì mình có thể là tìm cái cách để mình tiếp tục là giải quyết với ông bà bố mẹ của mình. Nhưng mà trên tinh thần là 9 bỏ làm 10, chúng ta tạo một cái không gian sống tốt về vật chất thì chúng ta cũng nên tạo một cái không gian sống tốt về tinh thần, là đừng để vì những chuyện này mà gia đình mình bất hòa, gây hấn lẫn nhau. Còn tiếp theo thì hai anh chị trong gia đình này có cách nào giải quyết với lại mẹ của mình về những cái vật dụng mà bản thân mình thì cho là thừa thải, mẹ thì thích tích lũy như vậy? Quý vị hãy chờ xem trong chương trình tiếp theo nha.